nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay qua vườn anh Huy Rồng ngắm cây, nhân tiện chia sẻ quý vị. Chị à, anh đâu? Anh đã chuyển cây chung vào chỗ này. Để trước để sát cái chỗ mé đường kia. Chị ơi, hôm trước cưới cháu mà em lại về quê thanh minh các cụ. Nay em đã chạy qua. Anh đâu? À, chị uống thuốc à? Đau đầu à? Em ngắm cây tí. Dạ vâng ạ. Cây tùng trực đẹp quá. Vườn anh Huy thì chủ yếu là những cây xanh hoàn thiện và tương đối hoàn thiện. Lâu lắm rồi hôm nay mới lại qua. Ui, cây sành quê này. Một cây xanh quê này nữa này. Khá là cao. Dòng cây cỡ đại. Trong này thì quý vị thấy là toàn cây có bóng không nhá. 3.000 là cây. Huy là một trong những người gọi là thương mại nổi tiếng thời đã từng sở hữu Rolls Royce, nhờ thương mại cây rất là thành công. Bây giờ cái số lượng cây của anh Huy cũng còn rất là nhiều, chắc nó phải đến vài trăm cây. Và bây giờ anh cũng đang chia ra thành mấy vườn, 2-3 khu. Đây cũng là một vườn và bên cạnh cái chỗ kia cũng là một vườn nữa. Còn một vườn ở cái cách đây khoảng độ gần một km. Bây
đấy, cây đàn làng cũng là những cái cây mà cái thời xưa rất là nhiều người chơi. Khoảng cách cây của anh Huy thì gần như là nó không có cái cây rụt rịt như nối mới hiện nay. Chơi những cái cây vừa vừa như thế này rất là hợp lý để trang trí không gian khuôn viên nhà mình thì cũng rất là ok. Còn hiện nay mà cái phong cách chơi mà được đẩy lên một tầm cao mới là của những người chơi kỹ. Nói về cái số lượng mà cây quý qua tay của anh Huy Rồng cũng rất là nhiều, chắc chắn là như thế. Có điều là anh không giữ được những cái đồ quý tốt đầu hiện nay. Cây thì chủ yếu là những cây bóng hoàn thiện là chính. Thợ đang cắt sửa đây. Cây xanh quê của những giai đoạn trước bây giờ vẫn được lưu giữ, chăm sóc đều. Vườn thì rất là nhiều nhưng mà tìm một cái cây theo lối mới hiện nay thì hơi ít. Đây có cái cây này, nhìn trông nó có cái nét, có thể làm theo dáng mới này được. Cái ôm lên đá chắc cũng mới lên đá được một thời gian. Dáng cũng khá đẹp. Như vậy là để cập nhật cho quý vị các bạn hình ảnh các cái nhà vườn. Đây có nhà vườn là anh Huy Rồng kinh doanh các loại chậu cây, vẫn chủ yếu là thiên về thương mại thôi. Nên là quý vị các bạn nhìn là cây trong vườn là biết là chơi cây cũng rất là khó. Nét cây khá là kỳ. Chất liệu là xanh quê. Dáng rất đẹp. Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn.